Giang đã nhận được rất là nhiều những tin nhắn và câu hỏi của quý độc giả, đó là làm như thế nào để người bạn nữ của em, người bạn tình của em có thể van nài cầu khiến em mỗi khi em ân ái. Có những người khác thì nói đó là làm như thế nào để em có thể chinh phục được bạn nữ của em, để bạn nữ của em có thể ra nhiều nước và ướt át nhất có thể. Ngày hôm nay Giang xin tổng kết lại và Giang xin giải đáp thắc mắc của các bạn bằng 5 tuyệt chiêu mơn trớn khiến cho nàng ướt nhẹp và cầu xin anh ơi cho em đút vào đi. Ok, let's go. Một, nhắn tin chứa nội dung 18 cộng. Nghe thì nó hơi dâm dê một chút, nhưng mà những cái tin nhắn nó hơi tối tối như thế thì sẽ kích thích cho não bộ rất là nhiều. Ví dụ như đang trong giờ làm bỗng nhận được tin nhắn của chàng: tối nay cho anh liếm em nhé. Ôi, cảm giác như run hết cả người đúng không? Rồi vụng trộm không biết là những đồng nghiệp khác có nhìn thấy mình đọc tin nhắn hay không, vội xem lại rồi bắt đầu cười tủm tỉm trong lòng đúng không nào. Giang biết là có rất là nhiều các anh chàng đã tâm lý sau khi nghe cái bí kíp này của Giang, đã thực hiện và có rất là nhiều bà vợ buổi sáng đi làm 10 giờ thôi mà đã hào hực và chỉ muốn là cái ngày làm việc đấy hết thật nhanh, trôi thật nhanh để về nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ trên xuống dưới, đặc biệt chỗ này tắm rửa massage cho cô bé sạch sẽ, không còn một tí tì gì hôi ở sợi lông nữa, rồi bắt đầu dâng cho chàng để chàng có thể liếm, có thể orasex. Nên là cái tin nhắn 18 cộng nó rất là quan trọng, khiến cho não bộ của nàng kích thích ra những cái hormone tình dục, làm cho nàng có thể dễ tưởng tượng và làm cho nàng hứng khởi hơn, phấn khích hơn mỗi khi mà chúng ta ân ái. Bật mí cho các bạn một chút, đó là thời điểm tốt nhất để nhắn tin bật đèn xanh cho nàng đó là buổi trưa tầm 10-11 giờ trưa, hoặc là trước khi gặp nàng tầm 1-2 tiếng, để nàng có công cuộc chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ thơm tho và để nàng có những kỹ năng hoặc là những cái không gian tuyệt vời nhất cho bữa tối xịn soạn sách của hai người. Người ta thì thường hay nói đó là phụ nữ thì yêu bằng tai, đàn ông thì yêu bằng mắt. Chính vì thế các anh mà thỏ thẻ ra những câu nó ngon ngọt ấy, người ta hay nói là mật ngọt chết ruồi đúng không, thì chắc chắn là rất nhiều chị em ruồi nhạng là rụng rơi lả tả. Sẽ không thể nào mà kiệt sỉ nếu các anh không ban phát cho những người phụ nữ đáng yêu của mình những cái lời ngọt ngào, ví dụ như em đẹp quá, ngực em ngon quá, nhìn bím em nhiều nước quá, anh muốn em. Hoặc là có những cái lời nói thủ thỉ bên tai, ví dụ như hôm nay em nấu cơm ngon quá, đơn giản vậy thôi, hoặc hôm nay nhìn em đẹp lắm, hoặc hôm nay em giao tiếp tuyệt vời quá. Những câu nói rất là nhẹ nhàng thế thôi, nhưng mà đủ để làm cho người phụ nữ thấy là anh ấy đang khen mình. Anh ấy khen mình như thế này, chắc chắn là mình phải thưởng cho anh đấy cái gì rồi đúng không nào. Nên là những cái câu nói nhẹ nhàng như vậy khi mà được nói ra sẽ tiết ra hormone trên não, và bản thân người nam giới hay người phụ nữ khi nhận được những cái câu nói yêu thương như thế này, bản thân họ cũng sẽ tiết ra các hormone tình dục. Nữ giới thì sẽ làm cho chất nhầy ướt nhiều và nam giới sẽ làm cho dương vật to lên. Nên là các bạn đừng ngại tiết cho nhau những cái lời nói yêu thương ngọt ngào nhé. 3. Xem phim sex. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà tôi phân tích ra thì hoàn toàn thuyết phục. Đó là khi mà xem phim sex, ví dụ như cái bộ phim ABC nó đang chiếu vào trước mặt và hai người ngồi bên cạnh nhau, nhẹ đang bực nhau, đang tức nhau, đang giận nhau, bực mình lắm. Nhưng mà đến đúng cái cảnh nóng, hai nhân vật chính ở trong màn hình nó hôn nhau, nó liếm nhau hoặc là bắt đầu trút bỏ xiêm y ra, thế là chúng ta ngồi bên ngoài, chúng ta có phải là trái tim sắt đá đâu đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái cảnh mơn trớn, bắt đầu người đã nóng hừng hực ra rồi. Rồi cái phim sách đấy nó truyền cho chúng ta một cái năng lượng và làm cho chúng ta cả hai đều đốt cháy dục vọng, và sẽ làm cho chúng ta gần như là bắt đầu mân mê, bắt đầu tay bắt đầu đến vai nhau, rồi dựa đầu vào vai nhau, rồi bắt đầu chỗ đó nó ra nhiều nước, chỗ đó nó to hơn, nó cứng hơn, nó cương hơn, rồi cả hai bắt đầu ân ái và làm tình nhau. Chúng ta giống như chúng ta thực hành giống như cái bộ phim mà chúng ta vừa xem, chẳng qua là ở một cái không gian khác, chẳng qua là ở một cái bối cảnh khác, và làm cho hai bạn nó sẽ gắn kết được với nhau nhiều hơn. Nhưng mà các bạn nên lưu ý là thỉnh thoảng chúng ta mới xem một lần thôi, chứ lúc nào gặp nhau cũng xem thì nhiều lúc các bạn cũng sẽ chán. Tại vì sao? Tại vì nhiều lúc nhìn thấy cái người mà chúng ta ở bên cạnh này khác hoàn toàn so với cái bộ phim chúng ta đang xem. Bộ phim diễn viên ngon như thế, sáu múi đẹp trai hoặc là ngực đẹp, người ngon, vậy mà nhìn bên cạnh cơ thể của chúng ta đúng không? Bạn tình béo, xấu, lùn, thấp, gầy, ngực nhỏ, mông tóc, vân vân và mây, làm cho chúng ta sẽ thất vọng. Và xem nhiều quá thì sẽ làm cho chúng ta tự sướng nhiều quá và thù dâm nhiều quá, và ảnh hưởng toàn bộ đến nồng độ testosterone đối với nam giới, hay ảnh hưởng toàn bộ đến nồng độ estrogen đối với nữ giới. Nên là xem thôi cũng rất là ok rồi, nhưng xem với một liều lượng hợp lý và xem với một biên độ hợp lý sẽ tốt cho cả hai rất là nhiều.
Sản phẩm Venus Amorius giải quyết các vấn đề về xuất tinh sớm, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, dương vật không cương cứng, có tác dụng bổ thận tráng xương, tăng cường sinh lực, giải quyết vấn đề mãn dục nam, sinh tinh bổ huyết, là sản phẩm của tập đoàn Venus Group. Venus Amorius lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Thứ tư, màn dạo đầu nóng bỏng. Sẽ thật là thiếu sót nếu các bạn bỏ qua cái màn dạo đầu tuyệt vời như thế này. Chúng ta khi mà chúng ta chạy bộ đúng không? Thì chúng ta phải khởi động khớp cổ chân cổ tay, rồi chúng ta chạy bước nhỏ tại chỗ đúng không nào, rồi chúng ta mới tăng tốc và chúng ta mới về đích. Chứ không bao giờ học môn thể dục mà các thầy cô và các em bảo chạy ngay về đích cho tôi, sẽ không bao giờ đâu. Tại vì lúc đấy cơ thể các bạn chưa được khởi động, chưa được đốt cháy năng lượng, sẽ làm cho các bạn cạn kiệt sức và các bạn rất là mệt mỏi, có thể bị chuột rút và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các bạn. Thì trong vấn đề ân ái cũng thế thôi. Bạn không thể nào mà bạn khiến con gái nhà người ta lên đỉnh và sướng nếu như bạn vừa rút súng ra bạn nhét vào bạn bóp cò. Ồ, có phải là tình một đêm đâu. Ồ, có phải là chơi gái ở ngoài, gọi là ngoài thị trường đâu. Mà đây là bạn tình của chúng mình, đây là vợ của chúng mình, đây là các bạn mà không biết ân ái, không biết nâng niu, không biết trân trọng, không biết những màn dạo đầu, những cái nụ hôn sâu, nụ hôn kiểu Pháp, kiểu Mỹ, kiểu Ý, hay là không biết liếm nhũ hoa, không biết BG, không biết vỉa hầu, không biết làm tình, không biết vuốt ve, không biết một cái gì hết. Các bạn cứ thế mà các bạn làm tình gọi là có đấy, thì bạn không phải là một người đàn ông tốt. Nên nhớ câu đấy. Nên là màn dạo đầu sẽ là một cái xuất phát điểm tuyệt vời. Thứ nhất, với những nam giới mà bị yếu sinh lý xuất tinh sớm. Thứ hai, đối với những người mà lần đầu tiên ân ái thì sẽ giúp cho cuộc yêu cũng như là cái cảm nhận từ bạn nữ thấy anh này là một người từ tốn, anh này là một người thấu hiểu mình, anh đấy là một người tình cảm. Tại vì những cái gì anh ấy làm, anh ấy nâng niu mình, bảo vệ mình, anh ấy không quá vồ vập làm cho mình quá sợ hãi. Còn khi mà quen rồi thì các bạn có thể bỏ qua nhiều giai đoạn. Còn tôi muốn các bạn có thể khi đến với nhau các bạn thoải mái nhất, các bạn tự nguyện nhất và các bạn hạnh phúc nhất, lên đỉnh nhất, thăng hoa nhất có thể. Thứ năm, chơi đùa cùng cô bé. Cô bé đây là cô bé bên dưới nhé, chứ không phải là cô bé, là cô nàng của chúng ta. Khi mà chơi đùa cùng cô bé thì chúng ta vẫn có 2 cho đến 3 công cụ, đúng không nào? Thứ nhất đó là đôi tay. Thứ hai đó là cái đôi môi, đôi lưỡi. Cái thứ ba đó là dương vật của chúng ta. Thì khi mà chơi đùa nô đùa của cô bé, tại sao mà tôi không muốn cho các anh cho vào ngay? Tại vì cho vào ngay thì cảm giác như các anh quá là nhanh gọn và làm cho nhiều chị em phụ nữ còn chưa kịp cảm nhận. Tại vì một số anh bị xuất tinh sớm yếu sinh lý hoặc một số chị em phụ nữ rất là nứng. Nếu mà để nói về bản chất nứng tình thì nữ giới nứng tình hơn nam giới rất là nhiều. Bên cạnh đó họ còn khao khát và họ cái nhu cầu cao hơn rất là nhiều. Nên là các anh không biết thỏa mãn thì người phụ nữ của chúng ta sẽ đến với người đàn ông khác hoàn toàn bình thường. Và tôi muốn nhấn mạnh đó là khi mà các anh chơi bùa với người phụ nữ ấy, thì người phụ nữ sẽ được sướng, được kích thích và nước chất nhờn các thứ sẽ ra nhiều hơn, sẽ được bôi trơn nhiều hơn và người ta khát khao anh ơi anh cho vào đi, khát khao cho cái nòng súng của anh va chạm vào cô bé, khát khao cọ sát, khát khao lên đỉnh, khát khao dập nhanh dập mạnh đủ các kiểu luôn. Nên là khi mà các anh chơi đùa với nàng thì có nghĩa là nàng sẽ cảm nhận được anh đấy yêu mình thật lòng, tại vì dùng miệng của chàng hôn vào vùng kín mà đúng không? Chứ không phải là chỉ nghĩ mình chỉ là làm tình thôi. Nên là chơi đùa với cô bé cũng là một trong những cái yếu tố rất là cần để cho nàng có thể ra nước, để cho nàng có thể ướt át và để cho nàng có thể hạnh phúc hơn. Năm tuyệt chiêu vừa rồi là những cái đúc kết sau nhiều năm nghiên cứu và tìm hiểu của Giang về tình dục học, và năm tuyệt chiêu này nó đã giúp cho hàng trăm ngàn cặp vợ chồng hạnh phúc hơn, viên mãn hơn và thăng hoa hơn. Các bạn hãy trải nghiệm và chia sẻ cảm nhận của mình sau khi áp dụng năm tuyệt chiêu này để truyền cảm hứng cho nhiều cặp đôi khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy hay hãy ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.